tiên là cái lúc xá mình sẽ đi mua một đống đồ còn thiếu. Đây là thầy học sinh của mình, mình sẽ phải táp để ra ngoài. Đấy chưa? Hôm nay mình sẽ đi mua đồ để mang túi. Ốt ở đây cái gì đóng cửa sớm vậy? Mình đã rủ một đứa bạn mình đi chung để mua một ít đồ. Tại sao hôm nay lại đóng cửa mà cứ đóng cửa sớm vậy? Này, chúng mình mấy cái thứ này là đóng hết rồi. Có một cái GS25 đang mở không? Chào mọi người, mình đang ở Sinchon Chok. Ga Sinchon. Bây giờ mình sẽ đi khám phá quanh đây và xem có cái gì để ăn không. Giờ tay mình rất là cống. Hôm nay là ngày độc lập bên Hàn. Thế nên là cũng vắng bớt rồi. Đỡ ít quán hơn rồi đấy. Ai hiểu ơi. Thế tao nghĩ là mình đã mắc công ra ở đây rồi thì mình không nên vào cửa hàng tiện lợi. Mọi người ơi, cuối cùng mình đã tìm thấy nơi này. Burgery. Nhưng mà phải lấy thường một chữ R nhá. Phải chi mà nó một chữ R thôi nhỉ. Chào mọi người, mình đang ở hàng chả cá. Mình đang ở hàng tteokbokki và chả cá. Bây giờ mình sẽ ăn gì? Mình vừa mới đi mua đồ xong và bây giờ là 9:58, 10 giờ đêm rồi đấy. Đây là thứ duy nhất còn lại mở cửa trên GS25. Trời ơi. Mình nên chọn gì bây giờ? Lúc chiều ấy, tao mua cái này này 1+1 đấy. Yeah. Một cái tao vẫn vứt trên phòng. Cái này ngon không? Cái này ngon không? Tao cái này hơi mặn. Cái này chưa. Ê, tính ra là cái quầy đồ ăn sẵn ở đây cũng không đa dạng lắm. Đâu, người ta dọn cho gọn bớt đấy. Lúc chiều nó có cơm tam giác với kimbap các thứ. Lúc chiều thấy vào kiểu nó cũng ít ít đấy. Lúc chiều ta vào đây ăn rồi. Đấy từ chiều. Mình nên chọn cái nào giờ ta? Trời ơi, thật sự là giờ không biết ăn gì. Tại đồ trông còn ít quá hả? Mình thì Thì một cái này. Ủa, cái này ăn plus one à? Hãy ăn thử cái này chưa? Mình về, mình đi mua đồ xong quá muộn nên mình bắt buộc phải ăn một cái lợi chứ mình không muốn đâu mọi người. Thật sự hôm nay mình đã muốn ăn hàng ấy. Nãy mình mới chỉ ăn thì bán hai cây chả cá. Rất đông à, mọi người ở đây đi ăn rất đông. Mình sẽ lấy một cái Koki Mandu. Hay ăn mì nhỉ? Oh my god, mình quá là không biết chọn cái gì. Mọi người, ăn tối. Đúng là sinh viên, trời ơi. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem mình đã mua được những cái gì hôm nay nhé. Chiếc gối. Gối của hãng M.
Mọi người biết giá bao tiền không? 329.900 won, 600.000. You better be good. Cái này thì mình mua từ hãng chữ D, hãng mà mọi người ai cũng biết, hãng đồ giá siêu rẻ. Mình mua 14 cái móc với giá 2.000 won. Xong rồi mình có một hộp giấy có Ryan, I love Ryan. Giấy ướt nha, 2.000 won. Một chiếc cốc, cốc này 1.000 won. Mai mình sẽ update cho mọi người là mình đã mua những cái gì nha. Bây giờ thì khá mỏi rồi nhưng mà mình vẫn sẽ edit nốt video đây. Good morning. Ngày thứ hai ở dorm. Bây giờ mình bây giờ là 11 giờ trưa rồi. Mình sẽ đi ăn trưa. Đúng không? Mọi người biết hôm nay mình ăn gì? Mình ăn kimbap. Đây phải xem map đã nhưng mà tay cóng quá trời. Hôm nay rất là lạnh nha. Bây giờ đang là 1 độ C. Đã đỡ lạnh hơn buổi sáng rồi nhưng mà buổi sáng nay còn âm 7 cơ. Du học sinh mới sang tôi vẫn chưa quen về cái giá rét này. Kiểu mình thấy ở Việt Nam ấy 10+ độ mình đã kêu lạnh rồi, sang đây kiểu đúng là có đi rồi mới biết là nó lạnh như này, trời ơi. Cái kiểu mình cầm ra hai tay ấy, trong tay mình cầm cứng lại rồi, giữ vậy luôn á. Nói thì bảo là bêu xấu nhưng mà mình thấy mấy cái map của bên Hàn ấy bị phèn ấy. nó bị sao ấy. Nói chung là nó dùng nó không ổn lắm. Ơi đây mình đang xem, đây là mình đang dùng Naver Map nha. Nói chung là cả hai cái map, cái giao diện, cái UI của nó cứ phèn phèn với nhau ấy, không bằng Google Map. Nhưng mà kiểu bên này nó có cái luật cấm về chia sẻ vị trí ấy, thứ liên quan bản đồ ấy. Các cái app thì kiểu Google Map hay Apple Map ấy, bên này hoạt động kiểu rất vớ vẩn luôn ấy. Mình thì quen Google Map nhưng mà sang bên này không dùng được. Bên này một loạt các thứ không dùng được ấy. Như kiểu mọi người biết cái app Find My iPhone không? Thì cái app đấy bình thường sẽ là dùng để định vị thiết bị, định vị bạn bè các thứ. Nhưng ở bên này không dùng được. Mình không dùng được cái AirTag của mình luôn ấy. Cái AirTag của mình nó chỉ có còn cái chức năng là kiểu tìm bằng Bluetooth luôn ấy. Có nghĩa là phải ở gần chứ nó không thể send dữ liệu qua người dùng với người dùng được nữa. Tại vì chẳng hạn mình dùng Find My Friend đúng không? Thì bây giờ bọn bạn mình không định vị được mình nữa. Hay à, mình thật sự là không thích cái luật này nha. Tại vì bên Hàn có luật cấm ấy, nên là cái đấy mình không được dùng. Chắc trên cả thế giới có mỗi ở Hàn cấm. Kiểu ý là không cho định vị bạn bè thì cũng ok. Nhưng mà đây mình còn không định vị được thiết bị của mình cơ. Kiểu mấy cái MacBook, iPad các thứ của mình còn chả định vị được cơ. Rồi là mình không hiểu luôn ấy. Đây là thứ mà mình kêu ca duy nhất từ hôm trước đến giờ. Chắc đây là thứ sẽ là thứ mà mình ghét nhất. Hôm nay mình đang đến một quán tên là Roll and Roll Kimbap. Quán này thì mình vô tình tìm thấy ở trên Naver Map. Nó ở gần trường nên mình quyết định sẽ đi ăn. Sau một lát nữa thì mình cần phải ra Olive Young với cả Daiso rồi mấy cửa hàng để mua đồ. Tại vì mình thiếu quá nhiều đồ. Hôm qua mình ngủ mà mình chưa có chăn. Cũng may là trong nhà ở bên Hàn thì luôn có sưởi nên là nó không đỡ. Chứ mà hôm qua mà không có máy sưởi thì đúng là mình co do luôn á trời. Ôi nhưng mà bên Hàn đẹp quá trời. Tôi vẫn thích ngắm cái sự Hàn Quốc này. Đấy, bên này cái văn hóa đi bộ rất là nhiều. Và mình cũng đang cố gắng blend in vào cái văn hóa này. Đi bộ nhiều nhưng mà kiểu tay mình phải cầm bản đồ ấy. Nên là mình bị một cái là nó rất lạnh và rất cóng. Công nhận là máy này quay vlog đẹp thiệt. Rất xứng đáng tôi đã mang sang Hàn. Không biết mọi người thích chất lượng video như này không? Để lại comment cho mình biết nhé. Bên này cửa hàng tiện lợi thì rất là nhiều. Nhưng mình không hiểu tại sao kiểu trong trường mình ấy thì chỉ có đúng một cái GS25. Và bên này nha, cái phương thức thanh toán ấy nó tùy cửa hàng nhá. Như kiểu GS25 có chấp nhận Apple Pay nhá, CU thì không có chấp nhận Apple Pay. Mình thích dùng Apple Pay tại vì mình không phải cầm thẻ. Nhưng mà rất may là mình cũng vẫn mang thẻ cứng của mình sang. Nếu không thì chắc là tôi không thanh toán được mất. Tại vì cái số tiền mặt mình cầm sang ấy nó rất là ít. Mình chỉ cầm gọi là một tí thôi. Cầm đúng kiểu gọi là cầm cho dự phòng thân thôi, chứ mình định là mình toàn quay thẻ. À, Roll and Roll Kimbap. Đây rồi. Không có chỗ ngồi ăn không? À, có cái cửa hàng mì à. Mì. Có cửa hàng mì này. Cửa hàng mì tự động ấy. Bên này. Mình chưa muốn ăn mì, mình chỉ muốn ăn Kimbap thôi, tiền.
đi nào. Trang trí chùa phố. Mời mọi người. Kiran Kim Park. Cùng xem mình đã mua những gì nhỉ. Đầu tiên chúng ta đến với ho về đồ skin care. Đầu tiên mình có một hộp moisturizer và một hộp toner pad. Một chai sữa nước tẩy trang. Sữa rửa mặt này, hand cream này, kem đánh răng. Bông tẩy trang, dầu gội đầu, sữa tắm, nước giặt nhưng mà mua một tặng một. Đây là mùi vanilla và đây là mùi lavender. Cái này là cái treo thơm quần áo ấy. Đây là một hộp đựng thuốc, tại vì mình nghĩ là mình sẽ cần để đựng thuốc, không mình sẽ không nhớ ra. Hay gọi Bim Bim Kobok Chip, là cái kiểu snack rùa ấy. Nếu mọi người biết chị Mây Chan thì chắc là biết cái gói này. Chị Mây Chan thích ăn gói này. Còn mình mua thử gói này là vị mới, là vị phô mai nha. Olive Young mình đã tiêu hết 83.350 won. Mua đồ ở siêu thị thì mình mua hết 31.760 won. Giữ chưa? Trời ơi, hôm nay tôi đã có siêu nhiều đồ ở đây. Hôm nay là chủ nhật ngày 3 tháng 3 và mình đang ở Hongdae. Mọi người ơi, mình tới Apple Store của Hongdae rồi. Oh my god. Thì Apple Store thôi. Ta chỉ muốn vào xem thôi. Ôi giời, vẫn muốn vào thăm. Mình thấy luôn là góc nào bên này cũng đẹp ấy. Tại vì nó giống nhau. Mình sẽ ăn ở đây. Tại vì chỗ này là buffet và khá là rẻ. Ôi, có view. View đường phố cũng được. Bây giờ bọn mình sẽ lấy thịt và lấy ban chan. Thật là không khí quán ăn. Lấy sốt nha. Mời mọi người. Wow, thích cái tiếng này quá. Kim chi ngon. Nửa giữa là canh kim chi đúng không? Kim chi ở đây ngon nha. Mời mọi người. Trước đấy cái phòng đấy gọi là 3 triệu. I think I should introduce you on the video while the, my viewers who know. Hey, this is Cindy, one of my friends from the TikTok trip back in December, and we finally meet again. Hi. She's Indonesian, living in Seoul. Been here like 2 days, and then like a lot of things happened. I had to buy like a bunch of stuff. I've been spending so much. I've been spending like for household things, also like in Olive Young, like the skincare stuff, because I left everything in my country. So cái quán mình ăn sẽ là Mì Bờ Đông, quán về cá hồi. Wow. 잘 먹겠습니다. Yeah, I have a salmon here. Wow. Mình đang ở chỗ này rất là đẹp và cái couple ngồi đây đã đi rồi. Mình và chị Cindy đã ăn hết cái này, uống hết tất cả mọi thứ.
Nhưng mà bởi vì camera của mình bị hết pin nên là mình bắt buộc phải quay lúc này. We just finished cafe and now we are going to a photo booth. A very activity that needs to be included like in every hangout. Like I think in Korea there are like a lot of photo booths for you guys to go inside and like I just took photos and they'll and actually we are aiming for like a subway theme photo booth, an airplane and all this kind of stuff. If you come into Korea, mainly because like every cafe, every restaurant here or art galleries and stuff are all so pretty and you just couldn't choose which one to go and like which one to leave behind. Like you just want to go all and then you end up not entering any, just like me for the past few days. We arrived at the photo booth. Is it self-service? Oh, it looks so cool. Oh my god, I've been wanting to try this. Oh. This looks like, oh my god, elevator. Oh, even high angle. I don't know. We need to like prepare for the pose first. Should I bring anything in or I'm just... Oh my god, I think this is about to bend. Oh, it's cute. I think we should take a picture like for my phone. I think there should be one like we look kind of fun. This okay, one. This one? Yeah, this one. I think this one looks the best. Son, soim, sonmyeongdo, sonmyeongdo. Oh, it's not on. Oh, yeah. There's one on the photo. No worries. It's 10 p.m. now in Seoul, and yeah, we just took a bunch of photo booths, photo strip stuff, and yeah, it was so great meeting Cindy today. Thank you for taking me like around Seoul. Tomorrow's school starts, so right now I think I should be back to the dorm. And yeah, see you later. Hopefully very soon. Yeah, hopefully very soon. Đằng sau mình là của một anh, của anh roommate. Mình thì hơi ngại quay qua bên đó, mình không biết quay góc nào luôn á trời. Đây, cho mọi người nhìn qua rồi nhá. Cái nút bạc của mình đã đến rồi. Thì mấy hôm tới trước khi mình quay room tour thì chắc là mình phải bảo lại anh ý. Tại nói chung là phòng chung mà nên là mình làm gì thì mình cũng nên báo lại. Bây giờ là 2 giờ chiều và 3 giờ mình có lớp. Mình sẽ có một tiếng để làm những việc lung tung của mình. Đây thì thuốc của mình đã đến rồi. Đây là cái loại tảo mà mình hay uống này. Bên này nha mọi người. Mình còn hôm nay mình còn mới phải đặt thêm viên uống rau củ nha. Tại vì bên này rất thiếu rau luôn ấy. Không nhiều rau như ở Việt Nam đâu. Mà đã thế mình còn không nấu ăn nhá. Nên là mọi người biết gì không, tất cả những thứ mình ăn sẽ là đều ở hàng hết. Mình không thể nấu tại vì ký túc xá không có bếp. Đây là dầu cá mình uống này. Mình đã mua cái hộp này từ Daiso. Là cái hộp để phân chia thuốc ấy. Thì mình nghĩ là mình cho vào đây cho tiện. Phân chia một lần xong rồi mình dùng một tuần luôn. Hôm nay cái kiện hàng mà mình gửi từ trước sang mấy tuần rồi đã tới. Tại vì mấy cái đồ kiểu đồ chất lỏng á, trên máy bay không được mang quá nhiều, không được mang có 1 lít. Nên là mình đã phải gửi sang trước. Mà ai ngờ là nó lâu vậy. Có thể là mọi người chưa biết, để tới được nơi đây và ngồi ở đây thì mình đã phải viết rất là nhiều cái bài luận bằng tiếng Anh, hay trong tiếng Anh còn gọi là personal statement, để mình có thể nộp cho các trường đại học mà mình đã đăng ký trong thời gian vừa qua. Việc này cũng giống như là luyện IELTS writing, tại vì mình sẽ cần phải làm đi làm lại, sửa đi sửa lại cực kỳ nhiều lần, và đặc biệt là sẽ cần một người đi trước có kinh nghiệm hơn để hướng dẫn cho mình. Tuy nhiên mình biết là không phải ai cũng có được cái sự may mắn đó. Cộng thêm việc là sau khi đã làm bài thì mình cũng không biết được là mình đã có lỗi sai ở đâu, nên là việc được feedback và chấm chữa bài là siêu cần thiết. Ngoài việc
được chữa bài ra thì chắc chắn các bạn sẽ cần một môi trường để thực hành một cách thường xuyên, vì practice makes perfect mà. Do đó mình muốn giới thiệu cho mọi người phòng writing ảo của Prep, một trợ thủ đắc lực cho việc luyện tập IELTS nói chung. Có lẽ là mọi người đã không còn quá xa lạ với Prep rồi đúng không nào? Phòng writing ảo của Prep vừa là không gian để mình có thể luyện tập đa dạng các đề bài, mà lại vừa là một người thầy để chấm chữa cho mình mọi lúc mọi nơi luôn nha. Xuyên suốt quá trình làm cho tới khi hoàn thiện bài viết, sẽ có một teacher B đồng hành để đưa ra hướng dẫn chi tiết về cách làm và cấu trúc bài. Đây là kết quả mình vừa làm được này. Phòng writing ảo sẽ đánh giá theo đúng 4 tiêu chí chấm IELTS là Task Achievement, Lexical Resource, Grammatical Range và Coherence and Cohesions. Không chỉ đánh giá thông qua con số, lỗi sai, mà Prep còn có tính năng đặc biệt để chính là ghi nhận ngữ pháp, từ vựng, collocation, mà đặc biệt là cấu trúc phức mà mình đã sử dụng hay ở trong bài. Cũng có thể coi đấy là một sự khích lệ tinh thần cho học viên đúng không nào? Ngoài ra còn là phần nhận xét chung về từng kỹ năng, cũng như là cách sửa lỗi sai có trong bài. Đó, mình nhắc tới Prep thì chắc chắn là không thể nào bỏ qua cái tính năng chấm và chữa. Mà nhắc tới chấm chữa thì không thể nào mà quên đi được cái phần sửa lỗi rồi đúng không? Tất nhiên, Prep cũng sẽ có tính năng sửa lỗi và bây giờ cùng mình xem nha. Ở đây mình có một bài làm Task 2 và mình có sai một vài lỗi, mọi người có thể nhìn thấy một vài cái chỗ đỏ đỏ này là phần sai nha. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào cho mọi người xem thử nhá. Thì giải thích lỗi này. The phrase a variety of maybe wordy. Cái từ cái phrase này, cái cụm từ này nó có thể hơi quá dài. Nếu mà muốn cho cái phần bài làm của mình nó dễ hiểu hơn thì có thể cân nhắc là thay thế nó. Và ở đây Prep cũng có gợi ý thay thế bằng từ various, cũng như là to deeper, consider an alternative adjective to strengthen your wording. Hãy sử dụng một từ thay thế để nâng cao cái trình độ về từ vựng của bạn. Thay thế bằng more profound or more in-depth. Từ ngữ rất là advanced luôn ạ. Đó, phần sửa lỗi siêu đỉnh. Mình nghĩ là với cái phần này mọi người có thể học được siêu nhiều từ mới đấy. Với mỗi một lỗi sai mà Prep chỉ ra như thế này, thật ra nó không hẳn là lỗi sai mà là kiểu làm sao để mình có thể thay thế cho nó nâng cao hơn, bên điểm cao hơn, cũng như là gợi ý cho mọi người một vài cái từ mới mọi người có thể check note để lần sau sử dụng. Kết hợp với phần sửa lỗi đó chính là phần lời khuyên từ Teacher B ở ngay bên cạnh thôi, nên là mọi người đừng bỏ qua nhá, có cả ở tiếng Anh và tiếng Việt luôn đấy. Từ đó thì mình cũng có thể xác định được điểm mạnh của bản thân nhằm đưa ra cái chiến lược hiệu quả hơn cho việc ôn luyện và học tập trong thời gian tới nhằm tránh mất thời gian á. Nhớ là đừng tham khảo quá nhiều những cái bài mẫu ở trên mạng hay bài sample writing nha, tại vì bây giờ Prep đã có tính năng check đạo văn rồi, rất là hiện đại luôn, nên là hãy be authentic, be original, hãy là chính bản thân. Sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao. Không chỉ dừng lại ở việc chấm và chữa, thì ở đây Prep cũng sẽ có một cái phần coi như là một sự feedback đối với mọi người đi. Phần feedback nó rất là chi tiết luôn, đấy chính là phần nâng cấp bài làm. Ở đây thì Prep sẽ gợi ý cho mọi người rất là nhiều từ vựng, cũng như là từ nối này, cấu trúc phức và collocation. Bây giờ thì cùng mình vào xem là ở trong này có cái gì nhá. Trong này thì Prep sẽ gợi ý cho mọi người rất là nhiều từ vựng cần nâng cấp trong bài luôn. Đây, như kiểu mọi người có thể nhìn cái câu 5 này nha. Ở ban đầu mình viết là on the other hand, nhưng mà Prep đã sửa lại và sửa từ nối trong bài trở thành conversely, là ngược lại, cũng đồng nghĩa với on the other hand, nhưng mà nó bớt wordy cũng như là nó sẽ nâng cao hơn á. Từ nối này, especially also thereby for instance, cấu trúc phức, đặc biệt là cấu trúc phức rất là chi tiết luôn. Phân loại nha, phân loại từ không chỉ dừng lại ở việc viết lại câu đấy cho mình, mà sẽ còn phân loại từ cho mình để mình hiểu được kỹ hơn tại sao lại nâng cấp như vậy, tại sao lại sửa như vậy. Đây nha, mình thử đọc một câu nha. Furthermore, after enduring years of stringent academic endeavors, a period of leisurely travel can act as revitalizing breather, priming student for the forthcoming rigors of university life of leisurely travel. Phân loại relative clause, mệnh đề quan hệ. Giải thích: a prepositional phrase is a group of words that begins with a preposition and ends with a noun, pronoun or noun phrase. This noun, pronoun or noun phrase is the object of the preposition. Cụm giới từ là một cụm từ bắt đầu bằng giới từ và kết thúc bằng một danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ, đại từ hoặc các cụm danh từ là tân ngữ của giới từ. Đấy, mọi người thấy giải thích bằng cả hai ngôn ngữ để mọi người có thể vừa đối chiếu bằng tiếng Anh mà lại hiểu được bằng tiếng Việt. Wow, tôi có quá nhiều thứ cần sửa. Không sao, cái này là để mình tốt lên mà. Phải đọc hết nha mọi người, cố lên. Ngoài ra còn bài mẫu để vận dụng những cách triển khai có chiều sâu hơn mà được Prep gợi ý ở ngay phía dưới này. Mọi người nhớ ấn vào xem nhé. Chắc là mình sẽ để ở đây ha.
đây, nói chung đấy. Mình và Prep dành tặng cho mọi người mã Harry để giảm 30% khi đăng ký từ 2 khóa của IELTS trở lên. Ngoài ra, khi sử dụng code Harry, các bạn sẽ được tặng thêm 60 ngày sử dụng phòng luyện đề IELTS 4 kỹ năng nha. Và bộ tài liệu lật tẩy IELTS 7 cũng như là bộ 12 đề thi thật cho kỹ năng listening và writing nha. Các thông tin thì mình sẽ để ở dưới phần description box cũng như là cái bình luận được ghi ở phía dưới này nha. Theo mình thì việc thực hành sẽ luôn phải song hành với việc chấm chữa, nên là mọi người nhớ chú ý điều này để lên kế hoạch phù hợp cho bản thân cũng như là để tránh tốn thời gian nhất có thể nha. Mình chúc mọi người học IELTS tốt và sẽ đạt êm như kỳ vọng nha, tại vì mình rất là hiểu mọi người, mình rất là biết cái tâm thế của mọi người lúc này như thế nào, và mình sẽ ở đây để giải đáp cho mọi người những cái thắc mắc nếu mọi người cần, nên là đừng ngần ngại để lại comment phía dưới nha, mình sẽ cố gắng trả lời hết. Hôm nay mình sẽ đi học buổi đầu tiên, trường có vẻ khá đông á. Rồi mình sẽ cho ăn sáng hiện sang GS25 hoặc là mình sẽ ăn một cái sandwich spicy tuna sausage. Can you say what we're gonna... Hôm nay đây sẽ là cái tòa mình học, Trời Quan. Không biết mình được vô chưa nhỉ? Mình sẽ phải ra check lại cái bản đồ một chút để xem. Không phải cái tòa mình vừa show cho mọi người đâu, là tòa này thì phải. Đây là tòa gì? Hôm nay trường mình mới có người, hôm nay trường mình khai giảng ấy, nên là siêu đông. Bây giờ cứ cầm máy như này đi quay mình hơi ngại ấy. Đây là dưới tầng 1. I'm gonna go for a drink. Hôm nay là Korea Society in Korean. Học đây mình tắt máy, không được quay em giờ đâu. Mình vừa mới học xong lớp tiếng Hàn. Ta nói trời ơi mình bị I'm not good at it. Mình có thấy một cái chỗ để mua áo ấy, trông cũng khá hay. À mình đang ra ngoài rồi. Chúng ta đi xuống dưới tầng rồi. À đây là cái chỗ mình hay ra này. Mình đi ra ngoài đi ăn rồi. À, tiết học đầu tiên. Trời ơi. Lớp của mình có rất là nhiều người khác nhau. Có các bạn từ Canada, các bạn từ Trung Quốc, các bạn từ Nhật. Lúc mà mình nói tiếng Hàn ấy, tại vì cái lớp này là lớp Korea and Society and Communication, nên là mình cứ bị nói, mình chưa giỏi tiếng Hàn lắm nên mình cứ bị nói tiếng Hàn ấy, à mình cứ bị nói tiếng Anh ấy. Bây giờ thì mình đi ăn trưa nha. Trời ơi, sinh viên đại học rồi nhưng mà lên đây phải ngồi học tiếng Hàn. Thật sự kiểu mọi người trong lớp ai cũng nói rất là giỏi nên là mình bị cảm thấy bị left out. Mặc dù ai cũng rất là welcoming, ai cũng rất là supporting, nhưng mà mình vẫn thấy kiểu cảm giác bị left out thế nào ấy. Thôi mình sẽ cố gắng hơn nha. Mình đã mua được kimbap rồi, lại là hàng hôm trước mình ăn. Thì hôm nay mình khá lười và mình chỉ muốn ăn cho xong, ăn cho nhanh nha. Thật sự là cái language barrier, cái language difference kiểu nó rất là khủng khiếp ấy. Mình phải cố gắng học thôi. Mình phải cố gắng học mà thêm từ mới, thêm từ vựng để sử dụng thôi. Mình đang ở trong thư viện mà ai ở trong này cũng im lặng hết. Mình sẽ edit video. Mình vừa mới từ thư viện ra. Mình đã ngồi xử lý xong một vài công việc và học edit một chút.
tại bây giờ là kỳ mới nên là cũng chưa cần học quá nhiều nên mình sẽ tranh thủ edit video. Mình sẽ có lớp vào 3 giờ và bây giờ là 2:25. Bắt đầu đi tại vì mình sợ muộn ấy. Buổi đầu tiên mình cũng không muốn muộn. Mình sẽ cố gắng. Đây là cái tòa mình sẽ học. À đâu, tòa này. Tòa này. Bây giờ mình vô nha. Chiều nay mình có lớp K-Cultural Project. Mình vừa học xong cái lớp mà mình không hiểu là mình học cái gì. Mình nghĩ là họ dạy how to be shameless. Tại vì nhảy múa hát ca. Nghe nói là trong cái trong cái tiết này tuần tới còn có cả học taekwondo. Rõ ràng là tôi đã sang nước ngoài để không phải học thể dục ở đại học, và cuối cùng tôi lại phải học thể dục sao? Chắc chắn đây sẽ là môn mà mình ghét nhất. Học những thứ mình không thích, rất không thích. Bị làm sao ấy. Kiểu nếu mà ai hỏi về về cái những thứ tao làm, chắc tao sẽ kiểu tao trả lời tao làm cái kênh nhỏ nhỏ không có gì, kiểu vlog chơi. chơi mà đi uống công trà. Ở bên này rất là chuộng cái dùng máy này. Black milk tea. Ở Việt Nam bình thường ít uống gông cha vãi. Sang đây chắc còn mỗi gông cha. Lúc này là mình vừa bị trừ 5.900 won. Là 100, hơn 100 nhỉ? 102. Đâu? 6.000. Nếu mà 19 x 19 thôi. Ừ thì cũng khoảng tầm 100, 102. Anyway, still đắt. Cái ngày mình phải giặt đồ. Một chậu quần áo như này. Trời ơi, quá nhiều đồ. Mình phải cầm một túi nước giặt đi. Mỗi lần giặt là mình hết 1.200 won. Đấy, không giặt là được. Yeah. 50 phút nữa nha, để mình đặt một cái hẹn giờ. Rất là buồn là cái áo Vanity Jacket mà mình muốn mua đã hết rồi. Cái áo của trường ấy, mình muốn mua màu đỏ tại vì trường mình đặc sản là màu đỏ, nhưng mà chưa sản, phải đợi 10 ngày nữa. Bây giờ thì mình sẽ đi lên để lấy đồ quảng cáo vì mình vẫn quay quảng cáo. Mình thật là chăm chỉ, nhưng mà bây giờ đây vẫn là công việc của mình. Nó sẽ là thứ giúp mình có thể độc lập tài chính ở bên này nên là mình vẫn phải làm chứ. Đây là quảng cáo, mong mọi người ủng hộ những cái video quảng cáo của mình. Các brand nếu cần em thì hãy contact với em đi. Em sẵn sàng nhận quảng cáo nha. Trong tất nhiên là mình không phải cái kiểu nhận bừa phứa cái gì cũng quảng cáo ấy. Mà quảng cáo của mình vẫn chọn lọc, mình vẫn phải kiểm tra độ uy tín của brand đấy trước khi mình nhận nha. Chứ không phải là mình cứ nhận bừa đâu nha mọi người. Mình sẽ quay room tour cho mọi người sau, nhưng mà bây giờ thì chưa phải lúc nha. Mình sẽ quay room tour, dorm tour các thứ cho mọi người sau. Nhưng mà bây giờ thì chưa, bây giờ thì mình hơi bận một chút. Nên mình phải ổn định cuộc sống đã. Chonachimida. Good morning. Chào buổi sáng. Đây chính là tình trạng của mình gần đây, là bị mix quá nhiều ngôn ngữ. Tại vì mình phải dùng tiếng Hàn trên lớp,
mình phải nói tiếng Anh ở phòng và mình nói tiếng Anh với mọi người, những người mà mình có thể. Và mình nói tiếng Việt với những bạn người Việt, và mình nói tiếng Việt khi lên video nữa. Nên là mình đang phải nói 3 thứ tiếng trong cùng một lúc và mình rất là... kiểu đầu mình nó đang phùng. Hôm nay thì đang là 9:57 và mình thì đang edit video. Đây, mình đang edit video TikTok. Mình phải cố gắng tranh thủ thời gian, tại vì sáng nay, hôm nay 12 giờ mình mới có lớp đầu tiên, nên là mình sẽ ngồi đây edit đến khoảng 11 giờ 11 rưỡi, à không, 11 rưỡi hơi, đến 11 giờ thôi. Xong rồi mình sẽ đi ăn trưa và sau đấy mình sẽ đi học. Hôm nay thì mình có môn Sawe wa Hanguk Cổ, Hanguk Sawe wa Hanguk Cổ là xã hội Hàn Quốc và ngôn ngữ. Nhưng mà mình không hiểu tại sao trường mình lại có ý tưởng là dạy tiếng Hàn bằng tiếng Hàn ấy. I mean, yeah, I have to get used to it some way, somehow. But it's just too hard. Hôm nay thì Hàn Quốc là... Hôm nay Seoul là một ngày bao nhiêu độ? Hôm nay 3 độ, bây giờ đang là 3 độ. Cũng khá lạnh, nhưng mà bây giờ mình cũng quen với cái nhiệt độ bên này rồi ấy. Mình cũng không còn bị sốc nhiệt như đợt đầu nữa. Đợt đầu mình không biết ăn mặc như nào, mình bị sốc nhiệt ấy. Mọi thứ đều ok, mình đang quen dần với cuộc sống bên này. Bên này kiểu có rất nhiều quy định, rất nhiều thứ khác với Việt Nam. Nên là mình sẽ phải làm quen dần. Mặc dù nó khá là khó đấy, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ làm được thôi. Kiểu như là túi rác thì mình phải đi mua, và mình phải mua đúng túi rác của quận đó, không được mua túi rác của chỗ khác. Và rác thì mình phải phân loại, thùng giấy riêng, túi rác thường riêng, và cả những cái chai như này, đây gọi là chai nhựa, chai PET ấy, thì cũng phải để riêng luôn. Nó rất là lằng nhằng và rất nhiều thứ. Ngoài ra nếu bạn có kiểu food waste, rác thải đồ ăn, thực phẩm thì sẽ phải để vào một cái túi riêng, cũng túi đấy cũng phải mua riêng. Bên này thì nếu mà bạn đi mua đồ mà không có túi đựng cá nhân ấy, sẽ phải mua túi ni lông hoặc là túi giấy của cửa hàng nha. Mà cái đấy nó có thể từ 200, 500 đến 1.000 won một cái. Nên là hãy, nếu mà mọi người qua đây du lịch hay là sang đây ở, thì hãy nhớ mang cái túi túi đựng đồ cá nhân nha, mua trong siêu thị 20.000 một cái cho đỡ tốn tiền. Với cả mình thấy như thế cũng dùng dễ hơn ấy, tại vì túi nó chắc. Bên này đi bộ nhiều nên là sách thì cũng dễ thôi. What is this called? Like, welcoming dinner? Yes, welcome right? Project. Yeah, yeah. Buổi chào tân, Gonzaga Convention. Chỗ này giống kiểu đám cưới ấy. Here. I got 17. Oh no. Những người Việt Nam mà tôi có thể gặp ở đây. Có một cái này kiểu thùng Harry Potter này, đây là sách giới thiệu các câu lạc bộ chúng ta còn nên tham gia gì không. Mình là Chi Chi Chung Hát Media Hakbu, là School of Media Art and Science. Mình cho mọi người xem cái phòng này nha, đây là phòng tiệc cưới thật đấy. Rất đông sinh viên. Cái này chỉ sinh viên quốc tế thôi nhỉ? Ôi, mình được chị mentor ở Sogang tặng. Em vẫn đang quay vlog. Cái này là trung tâm tiệc cưới đúng không? Là người ngoài cũng cưới được ở đây. Đằng sau là chỗ ăn. Wow. Ăn thôi. We student, so we all here for free food. Dessert.
Hello. Chào mọi người, hôm nay là một ngày thứ bảy nắng nhưng mà không ấm. Nắng nhưng mà lạnh, thế là mình đang mặc như này để mình chuẩn bị ra đường. Đây cho mọi người xem này. Nắng nhưng mà nó không có ấm. Nó rất là, nói chung là gió rồi lạnh lạnh ấy. Thế mình đeo găng tay này, mình mặc áo hoodie, mình mặc áo phao này. Để hôm nay mình sẽ đi một điểm du lịch rất nổi tiếng và là gọi là biểu tượng của Seoul này, chính là Namsan Tower. Namsan Tower, tháp Namsan đó mọi người. Bây giờ nó còn có cái tên gọi là Seoul Tower hay sao ấy. Mà mình đã xem trên video rất là nhiều rồi. Bây giờ cuối cùng thì mình cũng sẽ được đi xem nó ngoài đời thực tế. Trời ơi, let's go. Xe buýt đến rồi, chúng tôi sẽ lên xe này. Đây chính là chiếc áo mình đã được Hải Nguyệt tặng, Ivy tặng. Ivy ơi, nếu mày xem được cái này thì chiếc áo đã đến Hàn Quốc, đến Namsan rồi nhé. Của mình đã xong công đoạn chụp ảnh. Hết của đến 30 phút đâu. Đấy, mọi người đẹp không? Đẹp nhờ. Đẹp điên luôn. Thế sao có bị tưng tửng ấy không, kiểu over hype quá mọi người ơi. Đây, đâu. Mình đã đến được nơi này. Oh, mình đến được cái nơi mà mình xem trên phim gia đình là số 1. High kick through the roof. Ôi bên kia kìa. Núi Phú Dĩ. Mọi người biết gì bất ngờ không? Bên cạnh tháp Namsan chính là tháp Tokyo. Wow, tất cả mọi thứ đang hiện ra trước mắt. Ôi, tất cả những thứ tình yêu người ta dành cho nhau đều ở trên này hết. Chúng tôi sẽ đi qua chứng kiến tình yêu của người ta han gì. Mẹ ơi, con đến đây rồi. Mẹ ơi, con đến đây rồi. I came here. Mom, I made it. Ngày trước mẹ ta hay nói về Namsan cực, vậy mẹ ta đến rồi. Đẹp quá. Dưới này là đường đi bộ thì phải. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục đi vào trong này. Wow, thật sự mọi thứ như một giấc mơ. It's like a dream. Dreams do come true. Đây chính là cái nơi mà Sekyung đoàn tụ với bố trong phim Hike, trong phim Gia đình là số 1. Mày tôi ấn đây ó. Wow, thành phố tôi yêu, vừa yêu vừa ghét. Wow, Michotto. Mình đã sau khi có một giấc ngủ ở trong cửa hàng đồ ăn Mom's Touch, bây giờ bọn mình đã ra ngoài. Bọn mình đã đến rất là gần miền đông rồi. Đấy, cái con ngõ nào trông nó cũng giống nhau. Nhìn đông đông này là chắc là đúng rồi đúng không? Giống không đê ấy. À, tay xô này, đi vào. Không, nhưng mà ta cần mua mấy cái móc. Mình đã chính thức đến với miền đông. Nhìn phố đông này là mọi người biết được không? Miền đông rất đông. Đông ghê luôn. Nhìn thấy những cái sạp hàng này là chắc chắn mọi người biết là ở đây miền đông rồi đúng không? Mê quá. Wow. Sao chú kia sai ai tao? Có chú sai ai tao từ đầu đến chân. Thấy những cái đồ ăn ở đây là mọi người chắc chắn biết đây là miền đông rồi. Siêu nhiều người. Miền đông rất là đông. Siêu nhiều đồ ăn luôn mọi người ơi. Ôi được rồi, tối nay tôi sẽ thử hết. À, otte. Đây là chả cá này. Ừ.
Đúng là thật nhộn nhịp Miêng Đông. Giống chợ đêm mọi người ơi. Mình đang ở phố ăn uống Miêng Đông. Rất nhiều quán ăn nhưng mà mình vẫn chưa chọn được. Chắc kiểu mỗi thứ mình sẽ thử một chút ý. Riêng về đồ ăn ở đây không thiếu mọi người. À đây bánh đông su ấy. Nhưng mà mình đang rất là thèm ăn chả cá. Mình chỉ muốn ăn những cái gì mà nó nhẹ nhàng thôi. Nhanh theo. Chán 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 chán. Bây giờ nhìn đường phố đã rất là kiểu rất là chợ Miêng Đông rồi. Bọn mình đang có một chút cà phê tại Miêng Đông. Mình đang được ngắm view Miêng Đông đây này. Một cốc matcha latte. Bây giờ mấy giờ rồi? 7:24. Ông còn sớm thế. Ừ, sớm rồi. 8:30 thì về. Đứa nào đây? iPhone là ai? Tao. Ngon. I love matcha latte.